Kiwin S, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Loic Desriac đã khẳng định sức mạnh để giành lại áo vàng trong chặng 14 đua cá nhân tính giờ trước tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Nam. Trật tự mới trong cuộc tranh chấp danh hiệu đã được thiết lập. Các tập thể sẽ phải tính toán gì trong những chặng còn lại? Hãy đi tìm câu trả lời cùng vua nước rút. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Tự lực cánh sinh, không có sự hỗ trợ của đồng đội, chỉ phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của mỗi vận động viên. Thế nên, cá nhân tính giờ luôn là nội dung sở trường của những chân đi nước lớn. Người xuất phát ở lượt thứ 48 là tay đua Huỳnh Thanh Tùng của ekip quân khu 7. Đây là một trong những vận động viên đối thủ đáng gờm nhất ở trận thi đấu ngày hôm nay. Tay đua Huỳnh Thanh Tùng của ekip quân khu 7 hiện tại bây giờ là người có thành tích tốt nhất, với thời gian hoàn thành cự ly 7 km thi đấu là 9 phút và 10 giây. Vậy là Huỳnh Thanh Tùng và lúc này đã là người ngồi vào vị trí ghế nóng. Sẽ là lượt xuất phát của tay đua mang số đeo 812 Trịnh Đức Tâm tại cuộc đua kích hình năm 2018 trong chặng cá nhân tính giờ. Thì Trịnh Đức Tâm là người có thành tích tốt thứ tư. Trịnh Đức Tâm đã có thời gian để hoàn thành cự ly 7 km là 9 phút và 7 giây. Như vậy một lần nữa sẽ có sự thay đổi ở trên vị trí ghế nóng. Trịnh Đức Tâm thì nhắc lại lúc này đang là tay đua dẫn đầu về mặt thành tích. Những diễn biến kịch tính nhất đã được để dành sau cùng. Với thứ tự xuất phát ngược từ dưới lên của bảng xếp hạng cá nhân, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi những tay đua mạnh nhất, tạo nên cục diện mới đầy căng thẳng. Loic Desriac được xem là không có đối thủ trong nội dung cá nhân tính giờ. Hầu hết giới chuyên môn đều dự đoán tay đua người Pháp sẽ sang lấp khoảng cách 5 giây với áo vàng Nguyễn Trường Tài. Và điều đó đã xảy ra. Nhưng cách biệt về thời gian mới thật sự làm nhiều người bất ngờ. Như vậy là tất cả các vận động viên đều đã xuất phát. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi màn thể hiện của họ trên đường. Trên mình chúng ta đây là tay đua Nguyễn Tuấn Vũ của ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Xin nhắc lại là Tuấn Vũ đang là đương kim vô địch quốc gia ở cả hai cự ly cá nhân tính giờ là 4 km và 40 km. Như vậy là cho đến này thì theo thông báo từ phía trọng tài, tay đua Nguyễn Tuấn Vũ của ekip Thành phố Hồ Chí Minh, người vừa về đến đích đó, đã có thời gian là 8 phút và 47 giây. Như vậy Nguyễn Tuấn Vũ bây giờ đang vươn lên là người có thành tích tốt nhất. Ở trên mình thì chúng ta thấy Javier Zapata Perez đang chuẩn bị về đích. Phải chờ xem thời gian của Javier khi vừa có đích đến là bao nhiêu. Thành tích của Javier là 8 phút và 55 giây. Như vậy Nguyễn Tuấn Vũ vẫn đang là người giữ chiếc ghế nóng cho mình. Loic Desriac đã đuổi rất sát vào Nguyễn Tất Hoài. Nguyễn Tất Hoài là người xuất phát trước anh 1 phút. Chừng hai tay đua này đang về đích gần như cùng một lúc. Nguyễn Tuấn Hoài đã vượt qua đích đến và ngay sau lưng anh là Loic Desriac. Còn lại Nguyễn Trường Tài, nhưng nhìn guồng chân của Nguyễn Trường Tài so với guồng chân của Loic và Nguyễn Tất Hoài trước đó. Có lẽ rất khó để cho Nguyễn Trường Tài có thể vượt qua được về thành tích thời gian so với hai tay đua đi ở trước mình. Loic Desriac đang có thành tích là 8 phút và 26 giây. Và xin nhắc lại là ở trên bảng tổng sắp cá nhân, Loic Desriac là người đứng ở vị trí thứ hai với khoảng cách chỉ là 5 giây so với áo vàng Nguyễn Trường Tài, người vẫn còn đang thi đấu. Nguyễn Trường Tài đang về đích và hãy chờ xem kết quả cuối cùng của tay đua mặc áo số 1 của ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Nguyễn Trường Tài vẫn đang đi những mét cuối cùng trước khi về đích. Và tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đã vượt qua đích đến rồi. Bây giờ là những giây phút hồi hộp để chờ kết quả. Nhưng thời gian để hoàn thành 7 km của Nguyễn Trường Tài ở trong chặng đua ngày hôm nay là 9 phút và 12 giây. Như vậy là Loic Desriac đã có nhiều hơn Nguyễn Trường Tài đến gần 1 phút. Chỉ ở trong có 7 km thi đấu của chặng cá nhân tính giờ ngày hôm nay mà thôi. Và như vậy dù trước khi bước vào chặng đua này Nguyễn Trường Tài có thể rất tốt hơn 5 giây so với Loic Desriac, thì cho đến lúc này chiếc áo vàng vẫn đã thuộc về tay đua của ekip ByFlydom này. Tâm lý thi đấu của tôi hôm nay rất thoải mái, không hề có áp lực gì cả. Và tôi đã làm tốt nhất có thể để đạt được thành tích này. Tôi bất ngờ khi Loic thắng với cách biệt lớn, nhưng thật sự vì tôi đã chơi không tốt chặng này. Tôi chưa đạt được phong độ tốt nhất và đã thi đấu không đúng sức mình. Trật tự mới trên bảng xếp hạng cá nhân đã được thiết lập. Loic Desriac đang có lợi thế lớn trước đối trọng Javier Beret. Trong tình thế này, chắc chắn Thành phố Hồ Chí Minh Vinama sẽ phải tấn công toàn lực trong những chặng còn lại để tìm kiếm cơ hội mới. Với dược Domesco Đồng Tháp, áo xanh và áo trắng đang là mục tiêu khả thi nhất. Đồng thời huấn luyện viên Trần Văn Quýt xưa này cũng nổi tiếng có duyên lấy cúp đồng đội. Mọi người vẫn có thể dự đoán, nhưng chắc chắn 1/3 chặng đường còn lại của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 là không yên ả, bởi các tay đua đều không muốn các giải thưởng cao quý rơi vào tay đội khác. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Bình luận về chặng cá nhân tính giờ đầy hấp dẫn, lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Phân tích chuyên sâu của các chuyên gia và bình luận viên sau hơn 1/2 chặng đường cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2021. Và các vận động viên nói gì? Tất cả sẽ có trong chương trình ấn tượng cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp từ 8 giờ ngày 21 tháng 4 trên kênh HTV7 và HTV Thể Thao và truyền tiếp vào 9 giờ trên kênh HTV9.